Chào mừng các bạn lại quay trở lại với chương trình Kiến thức ăn coi của Skyverse TV. Mình là Valentino, sẽ đồng hành cùng các bạn trong số lần này. Lại tiếp tục là một dự án rất hot trong mảng game và NFT. Hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn về Engine, một dự án được xây dựng từ công ty đã có hơn chục năm kinh nghiệm trong mảng game. Không biết là khi đã thành công trong lĩnh vực game truyền thống, thì công ty này có thể tiếp tục thành công khi dấn thân vào game blockchain hay không? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video này nhé. Nội dung chính của video lần này bao gồm: 1. Giới thiệu về dự án Engine. 2. Lịch sử phát triển. 3. Đội ngũ phát triển. 4. Các sản phẩm nổi bật. 5. Nhà đầu tư. 6. Các sự kiện hợp tác nổi bật. 7. Thông tin token NRG. 8. Nhận định và quan điểm chủ quan của Skyverse TV. Và trước khi đi vào nội dung chính, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và subscribe nhé! EngineCoin là một nền tảng chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến game trực tuyến và NFT, được công ty chủ quản là Engine xây dựng và phát triển trên nền blockchain của Ethereum. Dự án này cũng tự phát hành một đồng coin riêng có tên là NRG mà chúng mình sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau. Bản thân Engine không phải là một game NFT như AC Infinity, The Sandbox hay Decentraland, mà đây hiểu đơn giản là một bên thứ ba cung cấp các dịch vụ liên quan đến game blockchain. Engine hướng trọng tâm dự án vào mảng NFT và gaming, cụ thể là phát triển các công cụ cho phép các nhà phát hành game và cộng đồng quản lý tài sản kỹ thuật số và các vật phẩm trong game trên nhiều nền tảng, nhằm mang lại những trải nghiệm tối ưu cho game NFT nói riêng cũng như hệ sinh thái NFT nói chung. Engine hoạt động với 3 mục tiêu chính như sau. Thứ nhất là tạo ra một cộng đồng game trực tuyến có độ minh bạch và bảo mật cao. Thứ hai là tạo các cửa hàng để mua bán vật phẩm trong game. Và mục tiêu cuối cùng là cung cấp các công cụ cho phép game thủ hay các nhà phát triển game có thể xây dựng trang web cộng đồng hay diễn đàn game một cách dễ dàng và miễn phí. Engine chính là công ty đứng sau dự án EngineCoin này. Vì vậy, tìm hiểu về Engine sẽ giúp chúng ta biết được các thông tin về đội ngũ đứng sau dự án. Họ là ai? Họ đã có những kinh nghiệm gì cũng như điều gì khiến họ quyết định gây dựng nên dự án Engine lớn mạnh như hiện nay? Hãy cùng mình quay ngược lại về lịch sử cách đây 13 năm. Năm 2009, công ty Engine được thành lập và đặt trụ sở tại Singapore. Công ty lúc này chỉ gần như là hoạt động thuần trên môi trường ngoài blockchain. Các sản phẩm của công ty chủ yếu cung cấp cho các nền tảng game thịnh hành lúc bấy giờ, cho phép tạo ra các nền tảng trực tuyến để kết nối cộng đồng game. Đến cuối năm 2017, với kinh nghiệm dày dạn gần 10 năm trong mảng game, Engine nhận thấy đây là thời cơ thích hợp để bước một chân vào thị trường game NFT. Engine đã phát triển thêm dự án EngineCoin và phát hành coin riêng tên là NRG. Thời điểm này cũng đúng là lúc thị trường crypto lập đỉnh và bước vào downtrend dài hạn kéo dài đến 2 năm trời là năm 2018-2019. Trong khi nhiều dự án đã chán nản và bỏ cuộc, thì Engine vẫn cố gắng xoay sở và duy trì các giai đoạn khủng hoảng đó. Khi này, công ty vẫn chưa được nhiều người biết đến, nhưng dự án vẫn cập nhật từ từ. Họ thay đổi website, viết blog và giữ cho đồng NRG tiếp tục giao dịch. Cứ như vậy cho đến khi làn sóng NFT cuốn theo sự quan tâm của đông đảo cộng đồng tiền mã hóa vào năm 2021, dự án Engine đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Giá của đồng NRG trong năm 2021 mới thật sự khởi sắc. Và trong thời gian gần đây, khái niệm Metaverse mới nổi khiến cho các nhà đầu tư chú ý đến NRG nhiều hơn. Tính đến nay thì Minecraft là một trong những trò chơi phổ biến nhất trên nền tảng Engine. Trò chơi này đã có tới hơn 1 triệu người dùng đã đăng ký, 200.000 đến 300.000 người dùng trực tuyến, 40 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, 121 triệu bản được bán, 10.000 máy chủ. Và trò chơi này đã được Microsoft mua lại vào năm 2014 với giá 2,5 tỷ đô. Về đội ngũ phát triển, Engine được xây dựng bởi những chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ phần mềm, công nghệ blockchain, kinh doanh và marketing như Maxim Blagov, Witek Radomski, Josh Wolfo và Vatilat Voko. Maxim Blagov chính là founder kiêm CEO kiêm giám đốc sáng tạo của Engine. Ông đã có tới 15 năm kinh nghiệm trong mảng UX, chuyên thiết kế chiến lược trong ngành công nghiệp game hay các ứng dụng có khả năng tương tác lớn. Witek Radomski là người đồng sáng lập kiêm CTO của Engine. Ông là một chuyên gia trong lĩnh vực an ninh, thiết kế phần mềm và kiểm tra hoạt động. Các công việc kỹ thuật của Engine đã được ông quản lý trực tiếp trong gần một thập kỷ. Đồng thời, ông cũng là người đứng đầu trong việc đưa token NRG đến với hệ sinh thái chơi game trực tuyến. Kỹ sư trưởng Josh Wolfo của Engine là một người cầu toàn và là một nhà lãnh đạo đội ngũ với kinh nghiệm sâu rộng, đầy đủ trong phát triển stack. Chuyên về ngôn ngữ lập trình PHP và JavaScript, ông đã phát triển rất nhiều ứng dụng được sử dụng bởi hàng triệu người dùng trên Engine ngày hôm nay. Ông cũng đi tiên phong trong việc chuyển đổi sang nền tảng React. Còn ông Vatilat Voko là trưởng phòng kỹ thuật, tức người chịu trách nhiệm phát triển ứng dụng Engine trên Android và iOS. Ông đồng thời cũng là người lãnh đạo kỹ thuật cho nền tảng C#, Objective-C và Java.
ông Voco đã chứng minh được khả năng tạo ra những ứng dụng phức tạp và linh hoạt cho doanh nghiệp với thiết kế và kiến trúc tối ưu. Với sự am hiểu của mình trong lĩnh vực game nói chung, Engine đã nhanh chóng xác định được hướng đi là xây dựng một hệ sinh thái cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong mảng game NFT, ứng dụng hiệu quả công nghệ blockchain để phát triển các ứng dụng của mình. Trong đó có 5 ứng dụng tiêu biểu và nổi bật gồm Engine Wallet, Affinity, Engine Platform, Marketplace và Jumpnet. Đầu tiên là ví lưu trữ Engine Wallet do đội ngũ Engine thiết kế, được dùng để lưu trữ và giao dịch các NFT và các đồng tiền mã hóa khác. Ví tiền mã hóa của Engine kết nối trực tiếp với nền tảng Engine và lưu trữ NFT cho các trò chơi được xây dựng trên nền tảng này. Engine Wallet phải được sử dụng cho tất cả các trò chơi trên nền tảng Engine vì nó liên kết trực tiếp địa chỉ Ethereum với danh tính người dùng Engine Platform. Công ty này cũng đang phát triển Wallet Daemon, một công cụ tự động hóa các yêu cầu giao dịch đến và đi từ nền tảng Engine. Ngoài ra, hiện tại đội ngũ dự án cũng đang nâng cấp ví Engine để tích hợp thêm nhiều ứng dụng DeFi. Thứ hai là nền tảng blockchain Affinity. Đây là một nền tảng blockchain được cung cấp như cơ sở hạ tầng cho các dự án khác xây dựng Metaverse. Affinity được Engine xây dựng bằng công nghệ Substrate trên Polkadot. Đây là một giải pháp mà Engine tạo ra nhằm giải quyết tình trạng phí gas quá cao khi giao dịch trên Ethereum. Ngoài ra, công ty này cũng tuyên bố các trò chơi sẽ có thể mở các kênh trong mạng Affinity, giúp tăng cường tốc độ chuyển tiếp thông tin giữa các hợp đồng thông minh và máy chủ trò chơi. Affinity cũng là dự án đặt slot parachain thứ 6, đồng thời là blockchain chuyên dành cho NFT đầu tiên dành một slot parachain trên Polkadot. Giới thiệu qua thì đấu giá parachain chính là các cuộc đấu giá được tổ chức trên chuỗi relay chain Polkadot để xác định dự án nào sẽ kết nối với parachain và hưởng các tiện ích từ mạng lưới. Đấu giá càng nhiều đồng dot của nền tảng này thì cơ hội chiến thắng sẽ càng cao hơn. Để hiểu rõ hơn, các bạn có thể xem lại video về dự án Polkadot. Trong đó, chúng mình đã có giải thích rất chi tiết về parachain cũng như cách đấu giá parachain. Thứ ba là Engine Platform được phát triển tương tự như một Cosmos SDK của Cosmos, tức là một công cụ giúp các bên khác phát triển dự án của riêng mình. Engine Platform cho phép người dùng tạo ra tài sản kỹ thuật số trên Ethereum và đồng thời tích hợp chúng vào các trò chơi và ứng dụng. Với công cụ này, người dùng sẽ có thể dễ dàng đúc và giao dịch NFT trên nền tảng. Platform này đáp ứng cho người dùng ở mọi cấp độ, từ người dùng không biết code cho đến lập trình viên đều có các phương án sử dụng riêng. Hiện tại, có đến 27.000 dự án với hơn 1 tỷ token đã được đúc trên Engine Platform. Và tiêu biểu là sản phẩm này đã được Microsoft sử dụng để tạo ra NFT và sau đó tích hợp vào Minecraft. Thứ tư là Marketplace. Đúng như cái tên của nó, đây là chợ cho phép mọi người giao dịch NFT do Engine phát triển. Hiện tại, đang có hơn 8.000 sản phẩm NFT được bày bán trên đây. Và công cụ cuối cùng là Jumpnet, được ra mắt vào tháng 4 năm 2021. Engine giới thiệu rằng đây cũng là một giải pháp mở rộng quy mô để giải quyết vấn đề về phí giao dịch và tắc nghẽn mạng khi giao dịch NFT trên Ethereum. Còn có thể hiểu rõ hơn qua cái tên đầy đủ rất dài là giải pháp mở rộng quy mô Ethereum vĩnh viễn và hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo là thông tin về nhà đầu tư của dự án này. Theo dữ liệu Crunchbase cung cấp, Engine huy động được tổng cộng 61,9 triệu đô la với sự tham gia của 12 nhà đầu tư. Trong đó có những cái tên nổi bật có thể kể đến như Crypto.com Capital, Hash Fund, Kenbushi Capital và Husky Capital. Trong vòng gần nhất là ICO vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, Engine đã huy động được khoảng 20 triệu đô. Và theo thông tin mình nắm được thì số token trong vòng này đã được trả dần trong 9 tháng, bắt đầu từ tháng 8 năm 2021 và cho đến nay thì đã được trả hết. Với tham vọng trở thành một hệ sinh thái game NFT hàng đầu thị trường, vào tháng 11 năm 2021, Engine đã lập quỹ 100 triệu đô có tên là Affinity Metaverse để hỗ trợ cho các dự án trong hệ sinh thái của mình phát triển thành một Metaverse phi tập trung. Mục tiêu của quỹ là xây dựng các tài sản NFT liên chuỗi, các ứng dụng bộ sưu tập kỹ thuật số, trò chơi có yếu tố thế giới ảo và cơ sở hạ tầng liên chuỗi. Quỹ này sẽ hợp tác với các dự án Metaverse phát triển trên nền tảng blockchain Affinity của Engine mà mình vừa giới thiệu ở phần trên. Ngoài ra, quỹ cũng sẽ sẵn sàng tài trợ cho những ý tưởng về NFT, các ứng dụng hay trò chơi tiềm năng. Với sự đầu tư lớn mạnh như thế, hiện tại hệ sinh thái Engine đã có tới hơn 300 dự án. Các bạn có thể tìm hiểu thông tin của các dự án này tại trang engine.io đang hiển thị trên màn hình. Không chỉ nhận được sự tin tưởng và đầu tư từ các quỹ lớn, Engine cũng có cơ hội để hợp tác cùng các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như Samsung và Microsoft. Hãy cùng Skyverse TV điểm lại một vài sự kiện nổi bật trong 3 năm gần đây của Engine. Vào tháng 3 năm 2019, Samsung đã chính thức hợp tác với Engine. Và theo đó, ứng dụng ví của Engine sẽ được tích hợp vào kho ứng dụng của Samsung, giúp cho ứng dụng của Engine được nhiều người biết tới hơn nữa. Và đến tháng 2 năm 2021, Microsoft và Engine chính thức đưa NFT vào tựa game Minecraft, một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới và cũng chính là game mà Microsoft đã mua lại của công ty Engine vào năm 2014. Theo đó,
Microsoft đã hợp tác cùng Engine để ra mắt một trò chơi có tên Azure Space Mystery và trao phần thưởng cho người chơi là NFT để sử dụng trong Minecraft. Chỉ một tháng sau đó, vào tháng 3 năm 2021, Engine và ông chùm trò chơi Hàn Quốc GameTokTok đã chính thức hợp tác để phát hành NFT. Đây được xem là bước tiến lớn tiếp theo của nhà phát triển Engine trong công cuộc mở rộng hệ sinh thái đến nhiều nền tảng gaming phổ biến hơn. Sau đó, đến tháng 4 năm 2021, EngineCoin tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong tham vọng thống trị vũ trụ NFT với việc ra mắt blockchain NFT đầu tiên được xây dựng trên Polkadot mang tên Infinity. Như mình đã giới thiệu ở phần các sản phẩm nổi bật của Engine, thì đây là một blockchain được xây dựng trên Polkadot hướng đến không gian NFT có khả năng xử lý 700 đến 1.000 giao dịch mỗi giây. Vào tới tháng 7 năm nay, cha đẻ của game Final Fantasy là Square Enix đã thông báo hợp tác cùng Engine phát hành NFT sắp tới. Final Fantasy đã bán được 168 triệu trò chơi trên toàn thế giới kể từ năm 1987. Và trong thời gian qua, Square Enix đã liên tục tăng cường nỗ lực vào ngành blockchain và NFT. Sự kiện hợp tác này cũng chính là một bước tiến lớn tiếp theo trong hành trình thống lĩnh thị trường NFT của Engine. Các bạn khán giả có ai đã từng hoặc đang hầu đồng NFT này không? Hay có ai đang có ý định tìm hiểu để giao dịch đồng này? Nếu có thì để Skyverse TV cung cấp cho các bạn một vài thông tin cơ bản và quan trọng với token này nhé. Về phân bổ lượng token, NFT hiện đang có tổng cung là khoảng 1 tỷ token và được phân bổ như sau. 73% lượng token được bán cho các nhà đầu tư, 10% dành cho đội ngũ phát triển dự án, 10% dành cho đội ngũ cố vấn và 7% còn lại dành cho hoạt động marketing và các sự kiện hợp tác. Nguồn cung lưu hành hiện tại là gần 900 triệu token, tức là khoảng 90% token NFT hiện đang được lưu hành trên thị trường. Về lịch trả token, NFT sẽ được trả theo lịch như sau. Đối với đội ngũ phát triển dự án, sau 6 tháng, team sẽ được trả 25% và sẽ được trả thêm 12,5% mỗi 3 tháng sau đó. Đối với đội ngũ cố vấn, thì lượng token NFT sẽ được trả đủ sau 2 tháng. Và số token không bán hết ở các vòng gọi vốn sẽ bị khóa 6 tháng và được đưa vào làm ngân sách cho hoạt động marketing và các sự kiện hợp tác. Về use case của token NFT, tức các hoạt động chính mà một người nắm giữ token NFT có thể thực hiện bao gồm hai chức năng chính sau đây. Chức năng đầu tiên là chức năng tiền tệ. NFT được sử dụng như tiền tệ chung để mua bán và trao đổi các vật phẩm trong hệ sinh thái của Engine, bao gồm tất cả các game được thiết kế trên nền tảng của họ. Mọi tài sản kỹ thuật số của các game khác nhau đều có thể quy đổi thành NFT và ngược lại. Và chức năng thứ hai là chức năng quản trị. NFT còn có thể dùng để tham gia vào các đợt bình chọn cho những phát kiến mới trong tương lai. Và bây giờ, hãy cùng chúng mình phân tích các ưu nhược điểm của dự án này để các bạn có thêm những quan điểm giúp đưa ra những quyết định đầu tư tốt hơn. Và lưu ý, tất cả những đánh giá sau đây của chúng mình đều không phải lời khuyên đầu tư, mà đây chỉ là phân tích chủ quan từ phía team nghiên cứu của Skyverse TV. Quý khán giả nên tự cân nhắc để có kết luận đầu tư phù hợp nhất với vị thế của bản thân. Trước tiên, hãy cùng mình đánh giá các ưu điểm của dự án này. Thứ nhất, nguồn cung lưu hành trên thị trường hiện tại của token NFT đã là 90% tổng cung. Như vậy thì mức lạm phát sẽ không còn nhiều nên các nhà đầu tư sẽ có thể phần nào yên tâm nếu đầu tư vào đồng này. Thứ hai, Engine là một công ty đã có lịch sử phát triển hơn 10 năm, đã có được những tựa game rất nổi tiếng tiêu biểu là Minecraft và đồng thời có nguồn khách hàng rất lớn trong mảng game với những số liệu rất tốt. Việc có một tệp khách hàng lớn như vậy rõ ràng là một lợi thế của Engine khi bước sang lĩnh vực blockchain để cạnh tranh với các đối thủ khác. Tuy nhiên, dự án này cũng có một vài hạn chế mà nhà đầu tư nên lưu ý như sau. Thứ nhất, Engine cũng có quỹ 100 triệu đô để hỗ trợ các dự án thúc đẩy phát triển hệ sinh thái. Nhưng so với hai dự án khác cũng được xây dựng chuyên biệt cho NFT là Immutable X và Flow thì con số đó vẫn còn rất khiêm tốn. Cụ thể, Immutable có quỹ phát triển là hơn 500 triệu đô và con số này của Flow là gần 1 tỷ đô. Các bạn có thể xem lại thông tin về dự án Immutable X mà chúng mình đã phát sóng ở link góc phải màn hình. Thứ hai là trong hơn 2 năm tính từ tháng 3 năm 2020, theo dữ liệu của CoinMarketCap, token NFT của Engine đã tăng trưởng hơn 100 lần từ 0,04 đô lên đến tận đỉnh là 4,68 đô. Còn nếu tính từ thời điểm 2017, thì token NFT đã đạt mức tăng trưởng là 200 lần. Đây đều là những con số rất lớn, thế nên biên độ lợi nhuận của token này không còn quá cao, thì token này không còn quá hấp dẫn, nhất là trong thời điểm mà thị trường đang có nhiều đồng tốt hơn và có biên độ tăng trưởng lớn hơn nhiều. Tổng kết lại, Engine là một dự án khá nổi bật trong mảng game NFT, với tiềm năng công nghệ và nhân lực khá lớn từ công ty mẹ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng game. Dự án cung cấp được những sản phẩm công nghệ hỗ trợ rất tốt cho các dự án khác trong mảng. Với tham vọng trở thành một hệ sinh thái game NFT hàng đầu trong thị trường, dự án cũng được đầu tư và hợp tác với nhiều đơn vị có tiếng tăm và uy tín trên thế giới. Token của dự án cũng được phân bổ và phát hành khá hợp lý, và đến nay thì tỷ lệ lạm phát đang ở mức tương đối ổn định. Tuy nhiên, với tham vọng lớn như thế, nhưng nguồn vốn đổ vào hệ sinh thái chỉ bằng 1 phần 5, 1 phần 10 so với các dự án cùng mảng. Và đến nay thì biên độ lợi nhuận của token NFT cũng không còn quá lớn,
Hy vọng là trong tương lai, dự án sẽ có các kế hoạch rót vốn đầu tư mạnh tay hơn nữa. Và đó là tất cả những thông tin và quan điểm của chúng mình về dự án Engine này. Còn các bạn đánh giá như thế nào về Engine? Các bạn có quyết định đầu tư vào dự án này hay không? Hãy cùng chia sẻ cho chúng mình biết ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video trong series Kiến thức Ancoin của chúng mình. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ Skyverse TV trong những số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!